Rồi, hello tất cả các anh em, đây là Trung Kê Đề Kê Minh và tựa game sinh tồn biển khơi đảo hoang Project Castaway. Đây là một tựa game mới ra trên Steam thôi. Chúng ta sẽ đóng vai một anh chàng tên là James M, đi tìm tung tích của người chú đã bị thất lạc trên cái vùng biển Thái Bình Dương rất là huyền bí và hoang sơ. Thật không may, trên đường tìm kiếm thì máy bay của tôi đã dính phải một cơn bão và phải bất đắc dĩ hạ cánh giữa biển khơi. Theo tôi đánh giá thì tựa game này khá giống con game Stranded và tựa game Green Hell sinh tồn rừng xanh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chơi thử để xem nó có hay không nha. Và chúng ta đang ở giữa biển anh em, tôi phải bơi lên mặt nước ngay. Chúng ta có thể lấy được gì từ cái tàu này, máy bay này không? Không được anh em ơi, ok, có vẻ như bơi nhanh lẹ đi anh em ơi. Chích cô bé, tại sao ở dưới này lại có một con cá mập anh em? Tôi vừa mới bị lặn xuống đây thôi mà. Chết, đừng có thấy tôi nhé. Nó đâu rồi anh em, nó đâu rồi. Ủa, nó mất tiêu rồi. Ê, chết cha. Ê, từ, đúng là ở dưới nước không biết phương hướng luôn này, nó thấy ghê không? Ôi ơi, tôi đi bậy rồi anh em ơi, từ từ cái. Để tôi chạy vô cái nào. À, con cá mập nó vẫn hình như có hai con lợn anh em ơi, tôi thấy bà rồi. Hai con lợn nó vẫn chưa đánh mùi tôi, má sao tự nhiên bị lớp ngay biển xa dữ vậy trời. Cái này ở ngoài đời là mẹ thôi, tôi phó mặc sự đời, chết bà luôn rồi anh em ơi. Đâu có mà sống sót bơi vô như vậy. Hay lắm, vô tới bờ biển rồi. Cá mập hình đó anh em, cá mập nó không theo tôi. Ok, chúng ta đặt chân lên đảo nè anh em. Wow, đây vậy còn trời mưa bão nữa chứ. Rồi anh em, tự game Project Castaway. Như anh em thấy tôi đã rớt từ trên máy bay xuống. Đằng kia có một cái đảo nữa, hồi nãy tôi lộn qua cái đảo đó anh em. Hàng chỉ thấy xa dễ sợ. Thì cho anh em nào chưa biết, tựa game này cũng sẽ là sinh tồn đảo hoang khá giống như ở trên Strand Deep nha anh em. Rồi bây giờ thì để tôi xem, chúng ta sẽ có một cái nhiệm vụ. Đây, đầu tiên đó là, đúng rồi anh em, mình sẽ đi dĩ nhiên là nhặt gỗ đá kiếm trên bờ biển, có tất cả những cái gì mình có thể lấy thì mình phải lấy hết nha anh em. Cái gì đây, sai một cái bảng anh em. Lúc này tôi chưa cần đâu. Đâu, tôi cần lấy một cái đây, một viên đá anh em. Xong sau đó thì sẽ đập viên đá nó ra. Ok, tôi đã có thêm mảnh vụn để có thể chế. Đây, chế ngay một cái rìu chứ anh em. Đâu, rìu bằng đá. Cái UI của con game này có vẻ cũng chưa được tối ưu lắm anh em. Đồ tứ túi đồ nè anh em đây. Nhìn vô tôi thấy nó khá giống cái con game Sin of the Forest à. Đây, cái kiểu này nè anh em, y chang luôn. Chắc là học hỏi từ cái game đó đó anh em. Và tôi thấy cũng khá giống con game Green Hell nữa chứ, y chang luôn anh em à. Khá giống luôn ấy. Rồi nếu vậy thì chúng ta sẽ, tôi đã có rìu nè anh em. Chúng ta sẽ lấy rìu ra. Có tèo. Đâu, lấy rìu ra số 1. Đây nó có sẵn, nó để sẵn vô ô rồi nha anh em. Chúng ta sẽ bắt đầu chặt cây dừa dĩ nhiên, kiếm thức ăn, nước uống, chỗ trú chân và lửa anh em. Đó là những điều tiên quyết để mà sinh tồn. Wow, để tôi xem. Đây anh em, cái gì đây? Đúng rồi, phải cần phải uống nha anh em. Và uống như thế nào? Mấy cái lá dừa này, mấy cái lá dừa này để xây nhà nè anh em, nhưng mà để sau đi. Tôi có thể, cái UI này sao nó nhỏ vậy anh em, nhỏ xíu à, nhìn má muốn nổ con mắt luôn. Đây, tôi có nước cam nè, lót. Đâu, và tôi sẽ uống bằng cách nào? Ít như nào? À, giữ chuột anh em. Ok rồi, thức ăn và nước uống đã đủ. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục lên đường để mà tìm ông chú. Nhưng mà tôi nghĩ là chưa đủ anh em. Tôi sẽ lấy thêm một ít đi. Cái gì vậy? Tôi nghe, ui, tôi có ong anh em ơi. Chết. Ong hả mày? Ủa? Hornet, đúng rồi. Hornet ong bắp cày anh em ơi. Con này có thể ăn được không? Dĩ nhiên là ăn được chứ. Nhưng mà phải nướng nó lên. Má, tôi chưa có đói tới mức vậy đâu anh em. Từ nha. Đúng rồi, mình phải lấy cái vỏ dừa khô để cái gì hứng nước mưa nữa. Mấy cái cây này sao qua rồi. Ok, đâu trái dừa nãy đâu anh em? Trái dừa hồi nãy hình như tôi uống tôi quăng hay ta. Well, đây có thêm một trái nữa nè. Rồi, nếu như tôi sẽ uống thêm một miếng nữa đây anh em. Ok, và mình uống là sẽ bị mất hả anh em, mình không có giữ lại được cái vỏ dừa à. Là vậy, một cục đá tôi nên lấy thêm mấy cục đá bự ha, không lấy được. Đằng kia có đồ quá trời kìa anh em, một cái thùng broken cabinet. Đâu, mình đi dọc biển thử xem anh em. Đây, chú tôi có một cái đài radio trên đó kìa.
À, thùng phi, lấy thêm gỗ đi anh em. Đâu mấy cái mình có thể lấy được gì nữa không? Ui, có cua thì anh em, cua hay lắm, ăn thịt cua hay lắm, crab, bắt cua đi anh em ơi. Oh yeah. Ủa, cua để ăn chứ tự nhiên đi rã thịt cua, crab am. Rã cua ra để nấu anh em chứ phải nấu nguyên con à, tôi thích ăn nguyên con hơn. Đây lấy thêm một ít cloth đi. Và cái này là tấm ván đúng không? Metal sheet. Tôi nghĩ là ok cái để đi, xong rồi mình sẽ lấy anh em. Inventory full rồi. Ok. À có con rùa anh em ơi, có con rùa. Mày rùa, mày rùa hả? Đây lấy cái mai của nó anh em để có thể hứng nước anh em ơi. Má sao trâu vậy? Mày hả mày? Trâu với tao. Mới vô nó đi sinh tồn không lo về đi đo đi đánh chó đập heo rồi em ơi. Xin lỗi em nhé, anh chỉ muốn lấy cái mai của em thôi. Hay lắm, có thịt anh em ơi, có xương là gặm xương ăn. Hold to carry. Mình không có bỏ vô túi đồ được anh em. Tôi sẽ để ngay đây đây để mình nhớ à. Đây để đây nước mưa cũng được nè anh em. Gì vậy? Ôi có nhện. Mày hả nhện? Ui, mày hả nhện? Mày hả nhện? Hay lắm, mấy con ôi nhện sói con này độc lắm anh em. Ok, nhưng mà trước khi đi để tôi làm quen với cái chế độ cả là anh em mình có thể chế được gì. Ô nó có level nha anh em. Tôi có level 4 mới chế được cái cây liều xịn này. Này là liều đá granite, vũ khí thì có thể chế được cái gì? Stone knife hả? Stone knife có stone spear không? Ờ tôi chưa đủ level anh em ơi. Ơ nếu vậy thì tôi sẽ chế một cái wooden. Có một cây đây anh em, có một cây dao bằng đá. Xong sau đó thì còn gì nữa? Wooden spear. Đây phải có một cái giáo chứ anh em, đúng rồi đấy. Để vô số 3 đúng không? Ok. Và có thể chọi được luôn nè anh em. Cái này y như Strand Deep luôn anh em. Một game line giữa Strand Deep và Green Hell. Mấy cái lá này mình có thể lấy được gì không anh em? New plant potato nè anh em, hay lắm. Cái này trái khoai tây nè, nếu như tôi chặt nó được không? Tôi thử chặt coi. Nó có trái không ta? Hình như không có trái nào hết anh em ơi. Đúng rồi đấy, không có trái nào hết á. Nó chưa mọc hay sao ấy, đâu, nếu vậy thì ông chú của mình nó đâu vậy? Một con bọ vậy nè anh em. Mày bọ Gaphosoma, họ kể lấy hết đi. Gooseberry plant. À, gãy nè anh em, vậy đây tôi có trái blueberry nè. Trái này không biết có ăn được không nhỉ? Má sinh tồn mà ăn tầm bậy tầm bạ cũng nguy hiểm lắm nha anh em. Đây can be eaten nè, hay lắm, tôi thử ăn thử xem. Ồ, cũng no lắm nha anh em. Wow, đã đấy. Manua, cái này là phân bón. Ủa, đây cái mũi tên nó chỉ luôn cho mình dưới này anh em. Vậy là mình phải đi lên, như ở trên cái anten đó, chúng ta sẽ kiếm ai có đường lên này, hay lắm. Trời, ai lại xây máy giữa cái đảo quan này thế ghê vậy? Không hiểu ông chú mình đi kiếm cái gì, ông lại ra đây nữa. Đâu, để xem có gì nguy hiểm không cái đã. Đúng là con game này làm như lâu lắm rồi tôi mới chơi một cái con game gọi là sinh tồn đảo hoang biển cả như Strand Deep kể từ khi Strand Deep và Rap nha anh em. Đây, ông chú mình không có leo lên trên không? Có một cái hộp đen kìa anh em, hộp đen này đúng rồi. Hold password lock. Tôi có tất cả 6 số và tôi không có password anh em. Có vẻ như mình sẽ phải leo lên trên đó. Làm sao leo, nhảy vô được không? Tôi ui dừng. À ngồi xuống nè anh em, hay lắm. Rồi, lên thôi. Má cao dữ. Ê, không có gì trên này. Leo kiểu này làm tôi nhớ mấy game đi mở mấy cái tháp canh để mà mở map giống như là Far Cry này nọ, anh em hay Dying Light này nọ. Hình như là mình sẽ sửa cái điện đài này hả? Nó bị hư rồi anh em. Find tricks of your uncle. Ủa ông chú tôi nó ở đâu? Wow, không hiểu nữa. Đây mình có chặt ra được không anh em? Không được.
có thể là à đây hả anh em Wilson. Rồi tôi biết rồi, nếu như anh em nào hồi đó có coi tựa game Robinson giữa đấu hoa, anh em sẽ biết con này nha anh em. À, một cái bóng và cái ông do ông tài tử Bruce Willis đóng anh em, ổng quá là cô đơn, ông lượm được một trái banh nên ổng vẽ cái mặt người này lên để làm bầu bạn, và ổng đặt tên là Willy. Đấy chính là cái banh này nè anh em. Nói vậy thì tôi nghĩ là cái này mình không đem được anh em, tôi nghĩ là mình hãy cứ để ở đây đi, bữa sau mình xuống mình lấy. Mẹ sao tôi không biết ông chú mình ở đâu ta, hình như là ông trong mấy cái gờ này thôi nè anh em. Shit. À đây này, mẹ có một cái mảnh giấy nó gắn ngay đây mà không để ý. Ok để tôi xem. À đây nè anh em, mẹ làm nhỏ xíu không thấy cái gì á anh em. Đây này có một cái cuốn băng cassette này mẹ bà nó làm nãy giờ. Đây rồi để tôi xem. Ok, ông chú đã cho tôi biết là ở hòn đảo này anh em nó có một cái gì đó rất là huyền bí mà không thể giải thích được. Cuối cùng thì ông cũng đã tìm thấy một cái thứ gì đó, và những cái bí mật đáng lẽ ra nó nên được che giấu anh em, nó không nên được tìm thấy. Chắc đó là lý do mà ông chú mình đã biến mất một cách kỳ lạ. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu save và tiến hành lửa này nọ lên hết nha anh em. Phải cẩn thận cái chỗ này, má chỗ này đi té hay mẹ. Có cái chỗ nào để mình đi xuống không? Tôi sẽ đem theo anh bạn Willy này xuống để bầu bạn anh em ơi. Tôi nghĩ là nếu mà đã làm cái chỗ ở thì mình nên xây ở trong cái hang này đi anh em. Mà không biết có đủ chỗ, tôi không thấy có đủ chỗ trống anh em. Mình thể tránh mưa đâu được không ta? Kiểu làm tạm một chỗ thử xem. Tôi sẽ để cái banh này xuống đi anh em. Xong sau đó thì đâu mình chế lửa như thế nào? Small stick, tôi cần thêm small stick anh em. Tạm thời để chiếc để chế banh anh bạn Willy này đây đi và đằng kia. Ô con gì anh em? Hình như là một con cá sấu à? Ê, coi chừng nha anh em. Giống như một con rồng Komodo hay gì đó lắm. Từ từ gái. Khoan đi, tôi nghĩ mà bây giờ mà chơi nó thì cũng hơi ghê. Tôi sẽ đi lấy thêm một ít đây củi khô này nọ đi em. Ủa củi lấy như thế nào ta? Đây là trái gì đây? Ok, lại có thêm một cây mới. Ủa, tôi không thấy có cái cây nào để mình lấy củi ta. Cái cây này cắt được ta. Đây. Đây hình như mấy cây này là mới lấy củi được nè anh em. Đúng rồi, small tree này. Ủa cái này là cây dài anh em ơi. Lạc stick hả? Nếu như mình lấy mình có thể chặt ra thành nhỏ được không ta? Well không được. Tôi cũng chưa chưa biết lấy small stick ở đâu hết tại nhưng mà đem cái này về đi anh em. Small stick không lẽ mình không chặt được mà mình phải đi lượm hả ta? Tôi sẽ đi vòng vòng xem thử và cẩn thận, ở đây có nhện. Ui có chết 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 chết. Rồi thôi chết mẹ rồi. Nó đã tìm thấy tôi rồi anh em ơi. Chạy ra đây. Coi chừng nha. Ui đủ. Có cái nhện nữa kìa anh em. Mày hả mày giỡn cái mặt với tao. Từ từ đi anh em, tôi chưa save nữa. Lỡ bị con này nó cắn nữa thì khổ. Ui cũng hình như nó chạy khá chậm anh em. Hay lắm nó quên tôi rồi. Chắc chắn là tôi sẽ phải tiêu diệt cái thôi. Không thể để mà mẹ nó cứ lảng vảng ở đây được anh em à. Ở quên mà nhiệm vụ là nó kêu xây một cái giường mà anh em. Nếu vậy thì đâu bam bét thử xem bam bét. Ok đây vẫn được này. Add material vô. À tôi cần phải lấy lá chứ tôi quên mất. Thôi nhưng mà giờ tôi vẫn đang muốn lửa anh em. Small stick và stone đây mình xây trong này được này. Nó hơi gồ ghề tí anh em nhưng mà vẫn được ha. Đây đá, tôi cần thêm đá. Ok lấy thêm đá và lá gì đi anh em. Lấy dừa đi. Má mà cái con này thấy ghê quá. Nó đi chưa? Ok rồi, tôi sẽ qua lấy một ít lá dừa nha. Không thấy nó đâu nè, chắc đi chỗ khác rồi. À, tôi sẽ tiêu diệt nó để làm bá chủ ở cái đảo này. Hình như có mỗi mình nó là chùm chùm ở đây thôi anh em. Ô và đang thiếu năng lượng từ cái. Ok. Rồi 1, 2, tôi sẽ lấy luôn trái dừa luôn. Cần có 6 cái hả? À? Mỗi một cây dừa nó cho có 3 miếng hả ta? Hi.
À, tôi lên level 2 thể lực được rồi anh em. Nãy giờ chạy má muốn chết luôn. Rồi, tí như vậy thì 4 cái ok. Cần thêm 2 cái nữa. Tôi nghĩ là tôi sẽ xây theo cái nhiệm vụ đi anh em, bởi vì mình làm xong cái nhiệm vụ này nó sẽ mở ra những cái nhiệm vụ khác cho mình, cho nên là tốt nhất là chúng ta nên làm sao để save anh em. Ngủ hả? Ngủ là save đúng không? Đúng rồi anh em, nếu vậy thì tôi sẽ rồi đã save. À và mình không cần ngủ anh em, mình chỉ bấm vô nằm xuống save thôi, khi nào muốn ngủ thì mình mới sleep nha. Ok, giờ này ngủ mẹ gì? Rồi nó còn chỉ dẫn gì không vậy? À, tôi không thấy nó chỉ dẫn gì hết anh em. Nếu vậy thì mình đã có thể tự tự mò được rồi đúng không? Ok, thử xem anh em. Có khi mình làm tới một cái mức độ nào đó sẽ có thêm nhiệm vụ hay sao? Giúp Katri anh em. Đây, cái này là làm nước giải khát nè. Quá đã luôn. Còn khá nhiều thứ để mà khám phá trên đảo này nha anh em. Rồi bây giờ tôi sẽ tự sinh tồn nha. Đầu tiên thì dĩ nhiên là làm lửa đi anh em. Tôi quên được cái lửa này nè anh em. Cần tới 6 cái cục đá lận, nó hơi mệt. Tôi chưa kiếm được nhiều đá lắm. Tôi nghĩ là làm một cái lửa nhỏ thôi anh em. Đây, đây như đây thôi đủ rồi. Atrio đấy. Rồi làm sao để mà lên lửa đây? F to quickly start the fire. À đây anh em, má đúng là thời tiền sử này. F vô cho tôi, hay lắm. Tôi để được 7 tiếng anh em, và nếu như muốn thì muốn lâu thêm thì tôi sẽ để gỗ vô thêm. Ok, nếu vậy thì mình có thể, ủa mình không có nấu nướng được gì hết anh em. Well, mình có nấu nướng được gì không? Ví dụ như tôi đem cục thịt ra được không? Đây anh em, rác nè, đem cua ra bỏ đây được không? Nướng lên. Tôi cũng không biết có được không nữa, thử xem anh em. Dạ, cứ để vô thử xem. Đâu có gì để tôi đọc xem anh em. Cái này hả? Ability to cook on the stone. À, tôi phải có thêm đá anh em, đúng rồi. Có nghĩa là tôi phải xài cái cục làm bằng cái ngọn lửa mà có đá đây thì mới nấu nướng được. Ô con, cái khúc này không có logic anh em. Mình để không, xây cái ngọn lửa bình thường thôi, mình để ở ngoài, mình không nóng lên thì cũng được mà. Cái này mà mình ăn sống là có khi là lại bị giống như Strand Deep, là bị đủ thứ bệnh đó anh em. Đây, cho nên là tôi nghĩ là mình có thể phá được cái này không? Hình như không phá được anh em. Ok, nếu như không phá được thì tôi sẽ làm một cái ngọn lửa mới đi anh em, đây. Ngay đây luôn. Ok. Rồi, tôi sẽ bắt đầu đi thu thập nha anh em. À hay lắm, trời đổ mưa anh em, để tôi xem. Đúng rồi anh em. Ừ, con rùa này đúng rồi. Tôi có một cái mai rùa, từ từ để tôi giết giết con rùa này cái đã nha anh em. Hồi nãy tôi giết con rùa kia mà mẹ tôi bỏ cái mai nó đâu mẹ mất mất rồi. Giờ không nhớ nữa. Nào anh chỉ xin cái mai rùa thôi, gỡ cái mai thôi, gỡ cái mai ra. Tôi bị mệt rồi anh em ơi. Ui giời, mày với mày. Cũng hơn con này chạy chậm quá, đúng là rùa bò. Come on, mấy chặt nữa thôi. Má mệt ghê. Má coi nào chặt nó xong lấy được cái mai hết mưa. Mày với mày, đứng lại mày, hay lắm. Ok anh em, tôi lấy thịt nè, lấy thịt nè. Xong, hold to carry. Rồi, nếu vậy thì trời mưa quá đã, quá mát luôn, tôi sẽ để ngay trước cửa để mà có gì mình tiện ra mình lấy. Ok, đặt nó xuống anh em. Rồi, nếu vậy thì tap to drink à. Hold to carry, đây, giữ chặt để mà cầm nó lên được 1 lít nước nè anh em. Uống. Wow, ngon lành luôn. Nói chung ăn uống trong đây cũng ok anh em. Chủ yếu là mẹ mình phải kiếm một nguồn nước lâu dài, chứ mà gặp mấy tháng hạn hán thì thôi, có mà móc mỏ lên. Ok, để xem đủ chưa. Lộn, áp chia bây giờ. Rồi, ủa còn thêm một cục đá nữa. Rồi, trời cũng hết mưa rồi anh em, và tôi cũng đã xong cái campfire này. Rồi, nếu vậy thì chúng ta sẽ start fire lên lại nè. Đây, bắt đầu tắp tiếp, tắp tiếp. Nhanh 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 nghỉ luôn anh em. Rồi, bỏ thêm vô hay lắm, được 8 tiếng luôn. Nếu vậy thì sao? Tôi nghĩ là cái này cũng khá giống cái Green Hell nè anh em. Mình sẽ bỏ Crab Body vô nè. Đúng rồi, y như Green Hell luôn.
con game này học tập từ mấy con game, cái con game kia cũng hay quá à. Craplet nè, hay Promise nè, hay lắm anh em. Ok, mình ăn xương xương vậy đi. Cái này, cái dấu này tức là mình đã có ăn được rồi, đúng không? Nếu vậy thì ăn kiểu gì? À, hình như tôi đã ăn rồi đó anh em. Đúng không ta? Tôi xem. À, hình như là tôi đã ăn rồi đúng không? Đúng rồi đó anh em. Đâu để tôi thử cái cục bit này xem. Tại tôi không biết là nó bấm E hay là bấm giữ luôn anh em. Cục bit. À, chưa ăn anh em. Đây bây giờ mới lại ăn mà. À, mình phải bỏ vô túi mới ăn được hết ta? Hay là sao ta? Tôi cũng kiểu cái UI này nó hơi lạ nên tôi cũng chưa biết anh em. Đây raw meat nè, tôi sẽ bỏ thêm đây. Hồi nãy tôi có lượm được nấm nè anh em, tôi sẽ nướng nấm lên ăn được không? Đúng rồi, nấm nướng anh em ơi, để anh bạn Willy Wilson chứ lộn. Đây tôi sẽ để em ngay kế giường tôi anh em. Này bầu bạn nha. Đâu và ăn dưới nào ta? Tôi vẫn hình như là mình sẽ giữ lục chục luôn á. Wow, chắc là phải ăn. Đúng rồi anh em, chắc là phải ăn ở trong cái túi mình mới được nè, chứ không ăn trực tiếp trên đây được. Ok, nếu vậy thì mới có 7 giờ, tôi muốn đi thăm thú thêm một tí và từ từ các anh em. Để xem tôi có thể chế được gì nữa anh em. Metal Barrel, Provide Light and Warm. À, cái này nè anh em, mình có thể vừa nấu nướng và để cho như là cho nó làm một cái hơi ấm luôn nè anh em. Nếu vậy thì tôi để đây được không? Đây small stick tôi có, metal barrel và metal sheet ở ngoài kia cũng khó khá nhiều anh em, cho nên là tôi sẽ đi lấy luôn đi. Trời còn sáng lắm. Đấy, trời còn sáng lắm anh em ơi. Đây metal sheet mỗi lần mình lấy được 2-3 cái gì luôn cũng khá nhiều quá anh em, được 4 cái nha. Ok. Và mình mà cầm lên thì sẽ đi chậm hơn anh em, cái con game này nó cũng chân thật quá chứ. Ok, tôi sẽ bỏ để đây đi, có gì cài cần một cái metal barrel nữa. Và cái này tôi nghĩ là chết mẹ, cái này nó sẽ bị hư nha anh em, sẽ bị cháy. Tôi quên mất cái vấn đề này, nếu như bị cháy mình ăn thì có sao không? Vẫn được anh em, nhưng mà kiểu như cái no nó không nhiều. Ok, crab leg. Rồi còn cái gì nữa thì mình cứ nướng vô hết nha. Lot gooseberries. À đây này, hồi nãy cái cua nãy nè anh em, tôi không để ý, nó nhỏ xíu vậy nè. Thế vậy tôi sẽ ăn luôn. Hay lắm, được ăn hải sản. Yeah. Đấy, nhờ có trăng cho nên sáng lắm này. Ui, má hết hồn. Tôi nghĩ là khoan hãy nên săn con này đi, cứ để nó đi. Bầu bạn. Ủa, có đảo xung quanh đây nhiều lắm luôn em ơi. Có cái đảo kia nhìn như cái nấm nha. Lemongrass hả? Cỏ chanh. Có ăn được không? Cái này sẽ giống như hành hay gì quá vậy anh em. Và tôi để ý anh em xem sao. Nó có một cái biểu tượng thịt và cái biểu tượng hình gì à, cà rốt anh em. Hình như là nói về cái vụ mà ăn chất xơ hay là chất này nọ đó anh em. Và chất thịt trong người mình đảm ấy. Và tôi có, à tôi đã mệt rồi anh em. Tôi xong cái này tôi nên ngủ đi. Ok, cả một ngày dài rồi anh em ơi. Má hy vọng con đĩ Komodo nó không có tới để mà nó má nằm ngủ kế mình. Rồi anh em ơi, Starfire lên. Đi. Tính ra làm lửa trong đây cũng khá dễ anh em ơi. Đúng không? Rồi, tôi nghĩ là tôi sẽ đi ngủ đi. Má hôm nay quá trời lửa luôn, quá đã. Xem một cái. Ngủ tới mấy tiếng? Ngủ 7 tiếng đi anh em. Ok, sleep. Tôi vẫn còn sức của tôi nghĩ là tôi phải ngủ thêm đi anh em. Tôi nghĩ là tôi sẽ ngủ thêm 2 tiếng nữa đi. Cho nó đã luôn. Rồi, vậy thôi. Ok anh em, một ngày như vậy là quá đã rồi. Nếu vậy thì tôi đang khát nước. Tôi sẽ uống luôn cái ngụm nước này. Dạ. You parasite hả? Ai chà, tôi bị ý chảy rồi anh em. Phải nội. Me. Ủa, như để nước ở ngoài anh em. Nó bị mấy con gì nó chui vô sao ấy. Shit.
Ô may quá trời lại mưa nữa cơ anh em. Hay lắm. Tuyệt. Tôi nghĩ là để xem ỉa chải thì sẽ theo thời gian mà nó sẽ bình thường lại thôi anh em ơi. Không sao đâu, không lo đâu. Nếu vậy thì tôi sẽ từ từ các anh em. Cái trái dừa này làm sao để mà mình có thể làm sao để mình có thể tẻ nó ra anh em. Mình có thể cầm nó lên để mà đập không? Rác hả? Để tôi chặt nó ra thử xem. À được nè anh em. À được nha. Và tôi vậy, nếu vậy tôi đem ra tôi hứng nước mưa luôn. Đúng rồi, đây. Đây. Wow, rồi được rồi đó anh em. Rồi, coi như mọi thứ cũng khá ổn, tôi cũng đã ỉa chải sắp xong rồi anh em, chỉ việc uống nước để ỉa ra thì sẽ không bị côn trùng nữa. Nhưng mà có một cái nữa là để tôi xem, mình sẽ bắt đầu chế những cái công cụ đi anh em. Đây có một cái stone hammer nè, vẫn tôi cũng không biết nó dùng để làm cái gì hết. Nếu vậy chúng ta hãy đâu đem nó ra xài để xem anh em. Stone hammer nó để đâu? Đây tôi đã có stone hammer nè anh em, nãy giờ tôi kiếm hóa ra là mình chỉ có thể mang theo được 3 món đồ. Đây anh em, 3 món đồ thôi cho nên tôi đã phải bỏ cái cây rìu xuống. Ủa lộn, cái cây giáo xuống đâu? Bây giờ thì start building. Ồ rồi anh em, chúng ta có thể xây dựng nhà cửa nha. Sinh tồn thì dĩ nhiên tập đầu thì tôi sẽ không xây dựng nhà cửa đâu anh em. Chúng ta sẽ đi đây, tôi sẽ quăng cái búa ở đây đi. Chúng ta sẽ bỏ nó xuống, đi khám phá cái hòn đảo này trước cái đã anh em. Low vitamin chích bà. Tôi sẽ đi vòng vòng đi kiếm hoa quả để mà ăn cái đã anh em. Có vẻ như tôi nên đi săn hết cái đám rùa này. Vật cặp Komodo hồi nãy thì quất nó luôn anh em. Ok. Nãy biết sao không? Tôi phải đi săn, tôi phải đi đào này nọ để lên level thì nó mới khóa được những cái công cụ kế tiếp anh em. Đây được 3 miếng thịt cái đã, xong rồi tôi sẽ đi kiếm mấy cái trái dại để mà ăn. Và chúng ta chờ đi anh em, cái này mà thịt mà nó bị nướng, bị cháy quá thì mẹ ăn chẳng được no bao nhiêu hết. Cái nào ra cái đó cái đã. Ok, miếng này đã xong. Vô miệng tôi liền. Tôi nghĩ là phải ăn 3 miếng luôn em ơi. À, mình có thể mở công cụ ra và để như vậy để ăn ở trên đồ ở trên bàn luôn nè anh em. Ok, khá ngon. Má mà ăn trong đây, ăn 3 miếng thịt mà còn chưa no nữa, phải nồi. Shit. Chết con mẹ, tôi bị con đĩ Komodo nó cắn anh em ơi. Từ 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 từ. Mẹ bà mày, mày với mày. Từ từ đi anh em, tôi phải lùi lại tí. Mày với mày. Hay lắm. Má ơi, tôi đang coi cách để mà mẹ xây nhà, mày nó sợ tôi rồi. Nó chạy anh em ơi. Hay lắm. Mày giỡn cái mặt mày. Nó có cả da Komodo cơ anh em. Và 3 miếng thịt luôn, tôi cũng về tôi nấu luôn mới được. Ui chà. Khoan đi, khoan nấu đi em, tôi sẽ để nó lên thôi. Từ từ mình nấu nha. Cứ mẹ cứ nấu ăn hoài, không thể trở thành một cái con game nấu ăn thì sao? Đâu, nếu vậy thì anh em, cái điều đầu tiên đó mình phải tự cung tự cấp. Và dĩ nhiên là mình phải đi qua mấy đảo kia anh em, nhưng mà phải tự cung tự cấp được những cái thứ cần thiết trước. Đầu tiên đó là chúng ta sẽ cần có một cái máy làm nước nè anh em, thiết yếu chứ không thể nào dựa vào nước mưa hoài được. Thì bây giờ rope, từ tôi thiếu một cái rope anh em. Cái rope này từ đâu ra? Từ cái spinning wheel này. Đây. Nếu vậy thì chúng ta có thể để ngoài luôn đâu sao đâu anh em. Ừ. Rồi metal sheet thì tôi có small stick và metal sheet, chúng ta sẽ xây nha. Metal sheet hồi nãy tôi có đem về anh em. Đây. Ok, mình đi lấy thêm small stick. À, ở đây có trái dại nè anh em, hay lắm. Nên ăn một tí cái đã, trái dại, trái dại, trái dại. Thôi, vô biển luôn. Má ơi, ăn uống không à anh em ơi. Không biết chú mình bao giờ mới tìm được nữa. À, lượm được chuối nè anh em. Hay lắm, ăn... Ủa? Rick so bồ tiêm. Ủa tại sao mình không ăn được anh em? Đây, ăn ngay. Đúng rồi, ăn vô luôn. Hay lắm, rồi chất xơ của tôi đã đầy hơn anh em, không sợ bị ỉa chải. Tôi sẽ lấy luôn small stick này nọ. Mà sao bây giờ sao mấy cái cây small stick này nó lại khó kiếm thế không hiểu nữa.
Ok, tôi đã xây được cái máy tới tối luôn em. Mới xây được một cái máy dệt lụa. Bây giờ thì áp giúp kali giúp ca là cây này à, anh em. Như vậy tôi sẽ phải chặt nó. Đúng không? Đây rồi, hay lắm anh em. Đâu, để tôi bỏ vào xem. Hold to spin, má cần phải làm. Hold to spin. À, đây đã có rope rồi anh em. Cái này là cần thiết lắm nha anh em. Bởi vì anh em biết sao không? Cái rìu này anh em, tôi đã bị gãy rồi. Và cái rìu nó lại cần cái rope nha anh em. Cái rope này anh em chỉ có thể chế chứ không có lụm được nha anh em. Cho nên là anh em, cái mà anh em xây là phải là cái này, giống như tôi này là thiết yếu luôn ấy. Mấy tôi chơi nãy giờ tôi mòi mãi đấy, bây giờ thì mới có một cái rìu để mà tiếp tục chặt để anh em, coi như là dây bệnh anh em, là cần thiết lắm nha. Cho nên là phải đầu tiên thiết yếu mình phải lấy nó. Tôi sẽ tranh thủ đang khỏe mạnh để mà làm thêm một ít đi. Xoay nãy giờ quá trời, được quá trời dây bệnh luôn em. Đâu để tôi xem mình có thể xây được những cái gì nữa. À đây anh em, nào giờ đúng rồi, mình đi đẽo đá thì mới có được phát sản xịn hơn chứ. Đây cần một cái, một stone pickaxe này anh em. Ok, tôi nghĩ là tôi sẽ bỏ con dao lại anh em, biết sao không, mình cất bớt đồ lại anh em, và phải để cái chỗ nào để mình nhớ ấy, chứ không thôi là sẽ quăng linh tinh giống tôi nữa. Bây giờ mình chỉ đem được có 3 cái thôi, cho nên là tôi sẽ mang theo. Ok, bỏ vô. Đấy, rồi. Cần phải ngủ hả? Nếu vậy thì tôi có thể đi đập cái tảng đá này không em? Tôi muốn xem đây là cái đá gì. Đây là đồng nè anh em. Và mình có thể đập được anh em. Nó không có tính level nha. Ok, đã được cái copper shard. Rồi, bữa sáng tinh mơ của ngày thứ ba rồi anh em, mới có 3 giờ sáng thôi, và vẫn như mỗi khi tôi sẽ bắt đầu ngày mới bằng một ngọn lửa dâng trào nha anh em. Mình tiếp tục sẽ ăn thịt, tôi cũng đã bắt đầu từ từ quen với lại cái con game này rồi anh em à. Nhưng mà có cái một cái con game này nó sinh tồn, nhưng mà nó sẽ khác một chút những cái con game như Stranded Deep anh em, đó là chúng ta sẽ phải chăm chỉ chế độ đi lượm đồ anh em, bởi vì á có những cái món vũ khí và những cái công cụ cao cấp hơn á, thì nó cần, như tôi nói, cần phải lên level anh em. Đây cung tên này nọ không, mình phải lên cái level chế độ anh em, level mấy đây, level càng cao mới càng chế độ xịn được. Cho nên là chỉ có bằng cách là mình phải kiếm nguyên vật liệu và chế nhiều đồ thôi anh em. Nếu vậy thì chúng ta hãy đâu ăn thôi. Yeah, sáng sớm tinh mơ đây, ăn một cái berry anh em, tráng miệng nè. Thêm làm thêm một miếng thịt nữa. Ok, đang có củi đúng không? Chết cô mẹ, cái trong con game này lấy củi hơi khó nha anh em, mình phải đi chặt chứ nó không có rơi giống như là mấy cái con game kia đâu. Nhưng mà cái nào ra cái đó, cái đã quên, đã ăn u đã ăn xong rồi thì chúng ta phải uống nước chứ nữa. Uống nước bẩn anh em. À đúng rồi, tôi uống nước bẩn mình phải đốt lên chứ, tôi quên mất. Đây chính vì vậy là tôi đang chế, chuẩn bị để tôi chế một cái gọi là, đây anh em, đồ đựng nước nha. Hay gì mà cần phải có ladder. Mẹ đúng rồi anh em ơi, đây là nước, ủa nước mưa là nước sạch mà anh em, làm sao mà có thể bị ỉa chảy được ha. Mà không lẽ mấy con cua hay là con rùa, con bô đô nó vô nó đái vô đây anh em, mẹ nó làm ô nhiễm nguồn nước của tôi. À, để tính sao, tôi nghĩ là đây bên này, đây cái nào ra cái đó trước đi anh em. À, chuẩn bị hết mưa cho nên là tôi sẽ để nó ngay đây luôn đi. À, đâu để tôi xem mình có thể bỏ vô được gì. Rope nè, turtle shell, tôi sẽ uống luôn cái thằng này đi, uống hết luôn. Pull to carry đây, turtle shell bỏ nó vào, banana leaf, và cần thêm 8 cái cây bự anh em, lạc stick. Ok, đâu mình cứ để mấy cái đồ mình muốn xây xuống đi anh em. Đây kế tiếp nữa đó là một cái, đây thuộc da thuộc anh em, để có thể chế ra leather. Da thuộc thì tôi nghĩ chắc để ngay đây luôn ha, đây ở dưới này đi, cái cây này nè anh em. Ok, 4 rope và lạc stick. Rồi mình đi thu gom nha, 8, 6, tất cả 14 cái lạc stick anh em. Rồi lên đường. Đây lạc stick là mấy cây này nè anh em, mỗi lần lấy được có 2 cây hả ta. Tôi nhớ là nãy tôi chặt khá nhiều anh em. Ồ, tính ra mưa ở đây nó cũng khá là nhiều chứ anh em ạ. À,
Tôi không biết nó có theo mùa giống như trong Green Hell không nữa. Rồi, tôi đã có được một cái máy làm nước nha anh em. No water, ok, từ từ theo thời gian nó sẽ ngưng động nước lại. Bây giờ thì tới cái cây tanning station này. Nhưng mà dĩ nhiên mình cũng sẽ phải ăn một ít anh em à. Tôi sẽ nấu ở bên cái đống đá này luôn anh em. Sinh tồn chỉ có qua mỗi ngày là chỉ có quẩn đi quẩn lại làm những công việc như cũ và chờ đợi có một phép màu, có một con tàu hay một máy bay nào đó nó tới để mà cứu mình anh em. Đây trong lúc chờ thế nào anh bạn Willy, Wilson, anh bạn có muốn ăn một miếng không? Đây ngồi đây chung với mình nè. Hay. Rồi. Làm một miếng đi anh em. Ít. Rồi, đã xong. Bây giờ thì làm sao? Hang 2. Ok, tôi đã treo thịt tôi đã treo da lên nè anh em. Và mỗi lần chỉ treo được có một miếng thôi sao vậy? Đúng rồi anh em, mỗi lần chỉ treo được một treo được một miếng thôi và ngày hôm sau tụi mới nó có thể thành. Ui chà, cũng khá lâu rồi nha. Ở đây có cả vàng đó này anh em, nhưng mà bây giờ tôi có vàng cũng đâu có được làm được con mẹ gì, có kim cương cũng chả được gì hết anh em. Nhưng mà để tôi xem anh em, nào giờ tôi cứ chăm chăm, tôi cứ nghĩ là chế bè khó lắm nhưng mà thật sự tôi xem là anh em. Ui cái gì vậy? Ui 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 ui, tôi bị con ông bắp cày nó chết anh em ơi. Mày ấy mày coi chừng nha. Nó mà chết là cũng bị bệnh ghê lắm nha. Thì ở mặt hả mày? Đây anh em, cái bè tôi có thể chế được các loại bè luôn này. Bè bằng gỗ, bè bằng mấy cái thùng phi và bằng bánh xe luôn. Nếu vậy thì đâu, để tôi xem. Cái bè thì nó chỉ cần như vậy thôi cũng được đúng không? Ok, nhưng mà nếu như xây ở đây thì ở đây đâu có đảo nào đâu. Đây anh em, nó có cái tôi cứ để đi để thử xem. Custom wrap, nó cần hai cái thùng phi ở đây có sẵn luôn này, khỏi cần phải đem đi đâu hết, tôi sẽ bỏ vào luôn. Ok rồi, và tôi cần thêm ba cái khúc gỗ nữa. Tôi đang mệt em, nhưng mà để tôi xây xong cái bè tôi sẽ đi ngủ trưa một tí nha. Ngủ sáng chứ mới có 9 giờ anh em ơi. À, sinh hoạt giờ giấc nó cháy que hết rồi. Rồi nhanh lên nhanh lên nhanh lên. 1, 2, ok. Add nè. Và dĩ nhiên thì muốn bự hơn thì mình phải kiếm thêm nguyên liệu đó anh em. Ok đã xong. Và dĩ nhiên thì muốn lên thì phải có một cái mái chèo chứ. Đâu để tôi xem. Đây anh em, Grab Riddle. Cái này là có thể chỉnh hướng nè. Cái này là để cái buồm là anh em. Cái này để che nắng. Còn gì nữa không? Nếu vậy thì sao ta? Mình làm sao lái anh em? Tôi vẫn chưa biết làm sao lái hết. Chắc phải cần có một cái gì đó chứ đúng không? À, nó chính là cái wrap rút đồ này là anh em. Đúng không ta? Này chứ không biết gắn làm sao gắn nữa anh em ơi. À, nó đây anh em. Đây, lúc đầu tôi đâu cần bự đâu, tôi chỉ cần nhiêu đây và xây cũng dễ lắm anh em. Một cái clot, tôi đã có clot này. Tôi có sẵn clot luôn. Rồi và bốn cái gỗ hay lắm, xây luôn đi anh em. Bốn cái gỗ dài đi lấy một tí là được ngay, hay lắm. Thế mà mình không biết. Biết vậy chế bè từ lúc đầu rồi. Rồi, nếu vậy thì mình đã có thể leo lên rồi đó anh em. Steer. Chết mẹ, tôi xây ở trong này thì làm sao mà lấy nó ra được? Mình có đẩy nó ra ngoài được không? À, đẩy được nè anh em. Hay lắm. Đâu để đi tôi test thử xem. Trời, nó đang bị mắc kẹt anh em, tôi phải đẩy nó ra một tí. Khổ ghê. Ok, rồi, nếu vậy thì ra được chưa? Đẩy tới. Có vẻ hình như là chưa được anh em ơi. Tôi nghĩ là chắc phải hay là phải ra thêm. Tôi nghĩ là chắc mình cần phải có một cái buồm của anh em. Grab hold air. Đâu nếu vậy chúng ta cùng nhau chế luôn đi anh em. Hình như là có thể chế được này. Tôi sẽ... Hình như mình sẽ gắn về phía trước vậy hả? Ok, và nó đâu có cần cái gì nhiều đâu anh em. Để tôi leo lên xem. Đây nó chỉ cần có... Nào mày bỏ ra coi. Đây anh em, bốn cái lạc, ba cái lạc stick nữa là đủ rồi. Ok, tôi sẽ lấy thêm lạc stick nữa là xong. Rồi gắn vào để tôi leo lên cái.
Ok rồi, mở race nè anh em, hay lắm rồi, đã có thể lái được rồi đây. Và cái này nó theo sức gió không? Không, mình đều tự mình điều khiển thôi em, chứ nó không có xài sức gió. Dĩ nhiên là mình muốn nhanh hơn thì chắc sẽ cần có một cái, cần có một cái gì đó đây mà đi cũng khá chậm à. Rồi nếu như là một sự khởi đầu mới anh em, kỳ sau đây tập sau tôi sẽ dùng con bè này để mà đi qua bên cái đảo nào gần nhất đi, có thể là cái đảo phía trước anh em. Đây chúng ta sẽ khám phá một cái đảo mới, chứ đảo này hình như cũng chẳng còn gì để khám phá anh em ơi. Chủ yếu là tôi phải lấy được thêm đất sét, mở thêm các cái nguyên liệu mới. Cái này có phải đất sét không? Tôi đang kiếm đất sét để mà chế mấy cái đồ ăn đủ anh em, để mà không có bị lãi nữa. Rồi hẹn gặp anh em ở những tập sau nha. Con game rất hay, để lại ý kiến của anh em này nha. Chúng ta sẽ tiếp tục series này anh em, tôi cũng thích, rất là thích con game này, cho nên là ok. Hẹn gặp anh em ở tập sau nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại.